chào quý khán giả đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, không bằng cấp, không kinh nghiệm, nhưng nhiều đối tượng đã tự xưng là bác sĩ, dược sĩ ở các bệnh viện, nhà thuốc có tên tuổi, hàng ngày tư vấn cho nhiều người bệnh qua điện thoại để dụ dỗ họ mua các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn. Dù đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, nhưng không ít người vẫn sập bẫy chiêu thức mạo danh, lợi dụng hình ảnh lương y để trục lợi này. Đây cũng là nội dung của Lời Cảnh Báo ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Giả dạng lương y nhắn tin với khách hàng, giả mạo hotline tư vấn bệnh, lừa bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, lập nhiều fanpage không phải của bệnh viện hay nhà thuốc. Rất nhiều hình thức giả mạo hình ảnh, lừa đảo trắng trợn tồn tại suốt nhiều năm nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, đến danh tiếng bệnh viện, nhà thuốc. Tôi có bị đau xương khớp. Và sau đó tôi có đến nhà thuốc và tôi có đi khám, cũng khám một vài tuần và lấy đơn thuốc về mình uống. Rồi sau là không có đi nữa mà tôi chỉ gọi điện thoại và gửi to rồi đến đó. Thì địa chỉ nó đem về đúng địa chỉ của mình, đúng tên của mình thì mình cứ lấy ra uống thôi. Khi mình lấy ra thì không có đúng thuốc. Cùng với sự phát triển của nền y học Việt Nam, nhiều bệnh viện lớn tại các thành phố và các bác sĩ, lương y đã tạo dựng được uy tín thông qua sự chuyên nghiệp, hiệu quả, ân cần trong khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, sự uy tín của các bệnh viện, nhà thuốc, niềm tin của bệnh nhân cũng trở thành miếng mồi béo bở, lọt vào tầm mắt của những cá nhân, tổ chức trục lợi. Các đối tượng mạo danh thường lợi dụng hình ảnh của các nhà thuốc, lương y uy tín để tạo niềm tin, rồi tiếp cận người bệnh. Sau đó tự nhận là lương y, bác sĩ, nhân viên nhà thuốc để quảng cáo, tư vấn, bán các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân, cái đối tượng giả mạo qua website này, qua Facebook, qua Zalo, thậm chí có những trường hợp còn nhắn tin trực tiếp cho bệnh nhân, xong là nói mạo danh nhà thuốc, lấy hình ảnh của tôi hoặc là hình ảnh cơ sở vật chất đây này để lừa bệnh nhân bán thuốc. Nhưng mà khi họ sử dụng cái thuốc đấy là thuốc không phải của nhà thuốc, mà thuốc không biết, không rõ nguồn gốc mà tôi không biết là cái thuốc gì. Cái đây thì cũng có rất nhiều bệnh nhân gọi điện trực tiếp cho tôi để hỏi xem đâu có đúng đây thuốc của nhà thuốc hay không, thì tôi mới biết đấy là tôi bị lừa rất nhiều hình thức. Viện của chúng tôi cũng đã bị cái tình trạng như thế vậy. Đó là có những người ta đã lấy luôn cái trang web của viện luôn, tức là cái tên miền là giống y chang để nó gây ra cái sự nhập nhằng. Cho nên là khi mà bấm vào thì người ta tưởng là trang web của viện, và trong đó có những cái hình ảnh của rất nhiều bác sĩ, thậm chí của cá nhân tôi cả. Thì chúng tôi ngay lập tức là khi mà chúng tôi phát hiện ra câu chuyện đó thì chúng tôi đã phải làm thông báo cho Sở Y tế, và thứ hai nữa là chúng tôi thông báo cho cơ quan công an để người ta xử trí cái câu chuyện này. Không khó để tìm thấy các fanpage giả mạo như thế này trên mạng xã hội. Khi tiếp cận các fanpage này sẽ khiến người bệnh có nhận định không đầy đủ về các sản phẩm, dẫn đến việc lựa chọn phương pháp điều trị sai lầm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó cũng ảnh hưởng lớn đến uy tín của các bệnh viện, nhà thuốc. Khi mà có bệnh thì tốt nhất là đi khám ở các bệnh viện cũng như là các cái phòng khám, để tùy vào cái tình trạng xét nghiệm cũng như là tùy những cái triệu chứng khám được thì bác sĩ sẽ cho những cái loại thuốc phù hợp, tránh cái tình trạng là chúng ta tự ý mua các loại thuốc ở trên mạng. Và như vậy thì một là không đúng bệnh đúng thuốc, hai nữa là như vậy nó sẽ trễ mất cái thời gian điều trị, và từ đó thì nó sẽ là tiền mất tật mang. Tốt nhất tôi khuyên bệnh nhân là lên, nếu có điều kiện lên trực tiếp nhà thuốc khám, gặp trực tiếp bác sĩ trong nhà thuốc thì nó mới không có trường hợp bị lừa giả mạo. Để đảm bảo sự an toàn của người bệnh và uy tín của bệnh viện, nhà thuốc, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng mạo danh nhân viên bệnh viện lừa đảo, tư vấn, bán thuốc, qua đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế cho người sử dụng. Tình trạng một số cá nhân tổ chức giả mạo hình ảnh, lợi dụng uy tín của các bệnh viện, nhà thuốc để quảng cáo bán thuốc, thực phẩm chức năng cho người bệnh là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, các hình thức giả mạo này ngày càng tinh vi. Chính vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác và tốt nhất là nên đến các cơ sở y tế, bệnh viện thăm khám và điều trị bệnh để tránh tiền mất tật mang. Đến đây thì thời lượng dành cho lời cảnh báo cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.